chưa bao giờ. Em nhục cả một chương trình như lần này. Chưa bao giờ. Trấn Thành chọn sai cả 3 vòng nha quý vị. Tự trào hết rồi. Dạ, đến với chương trình này cũng không ít lần rồi, nhất là Vũ nè. Dạ, đây là lần thứ 3. Lần thứ 3, Thúy Tiên là lần thứ 2. Dạ, đúng rồi. Lần trước khi tham gia chương trình về em thấy thế nào? Vui chứ? Dạ, vui mà. Mặc dù thua? Dạ không, em chỉ mặc dù mỏi mông tí thôi. Mỏi mông gì em? Ngồi lâu quá. À, mỏi, ê một tí dạ, đúng không? Lần trước em ngồi với ai? Dạ, em ngồi với anh Thành. Ngồi với Thành, lần này em có muốn ngồi bển không? Bển công xã em kìa. Dạ chắc không. Tôi nói mà. Thấy chưa? Tôi nói. Sao kỳ vậy ta? Trời. Nè, nè, cho nó dạy nè, thấy chữ gì không? Lover. Mưa cho thấy vợ chồng. Lạ vậy. Hồi nãy là chữ Tiên vừa bước ra tới đây là mặt công nhìn nè. Cái mặt đó làm sao? Cái tâm trạng bên trong, cái nội tâm sao? Đừng về đợi này nha. Tiên em là người xúi ông xã tham gia hay sao? Dạ đúng rồi. Nói chung là anh Vinh rất là đam mê những cái chương trình nào mà hài hài. Mà thấy Vinh rụt rè lắm. Dạ không đâu, từ từ. Hình như là Vinh thích em không thích hả? Dạ. Vinh thích em không thích là xem bẽn lẽn quá vậy. Ủa đâu có đâu anh. Vinh thích không? Dạ thích. Thích hả? Thích mà mỏi mông. Vũ ngồi tới lần này lần thứ 3 nè, quen thuộc quá rồi. Em lần trước là mình ngồi với ai mà mình thấy mình chiến thắng oanh liệt nhất? Em chưa bao giờ có cơ hội thắng anh ơi. Ủa vậy hả? Ôi đất ơi, sao bữa nay mời là hai khách mời mà thua sắc ngửa lần trước vậy đó. Nói nghe thấy thương vậy hả? Tin lần này gán đi, tôi gán giúp cho Tin cho. Gia đình thôi. Võ hả? Gia đình luôn. À, chị hãy về với đội của em thì hôm nay em sẽ là người đàn ông của chị. Công Vinh kìa, Công Vinh nói là để vợ em về bên anh. Vợ em về bên anh. Em không có chút gì níu kéo hả Vinh? Không, níu kéo gì? Cái này mà trong phim Tây Du Ký á là vậy nè. Chupa. Ủa sao tự nhiên tôi bị xua đuổi vậy trời? À, được rồi, vậy đây đi. Vậy thì mời Vũ về với Trấn Thành. Nè, come on baby. Nhìn đi, ba anh em tôi là nhìn nè. Mặt gia đình không? Không, thấy bức. Tao thấy giống chỗ nào đâu trời. Đẹp hai bên giống nè, hai bên giống ở giữa hơi mập. Không, cái đó là bị dương quá thịnh sẽ không tốt đâu. Ở đây âm dương đầy đủ nè. Người ta chơi game show mà ta coi phong thủy luôn đó. Không sao đâu, bên đó thì âm thịnh dương suy ha. Rồi, mời hai đại tỷ rồi. Xin rồi. Chúng tôi ba người đều thấy số 5 là một cái mảnh đất màu mỡ. Thế nhưng vì để cho cái sự lựa chọn của Thủy Tiên thêm phần hấp dẫn với khán giả truyền hình, chúng tôi đã có một lựa chọn nhân đạo. Anh à, trong chương trình này không có lựa chọn nào là nhân đạo. Không, chúng tôi có một lựa chọn nhân đạo. Số 2 cầm khá nặng. Thôi, để bạn về nghỉ ngơi. Như vậy là các bạn đã chọn số. Nói gì bây giờ hả Vũ? Cái bài này là thật ra viết cho tâm trạng của đội này luôn mà, giống như điềm luôn á. Chồng em tốn 2 triệu mà em vui vậy đó Tiên. Quên, vậy là tiền em chứ. Chồng em tốn 2 triệu đó Tiên. À, để nói này, mình ăn nhau về cuối mà. Vũ, hồi nãy trước khi bạn này bắn ra bắn chuẩn bị cất lên tiếng hát, cái Vũ nói rằng bạn này hay đó. Đúng. Nhưng rồi mà như Trấn Thành cái bên vợ nó không thể nào hay được đúng không? Có. Nào là chúng tôi đang mang đến một sự lựa chọn nhân đạo. Ôi, dạ dối. Em hát rồi anh vẫn không tin là em hát, em tin không? Sao ra rồi hát hơi hám đâu mà quá trời. Thành ơi, chương trình này của mình đừng trong mặt mà bắt hình giống bao nhiêu mùa rồi Thành. Không, nhưng mà bạn này không phải là hát hay bình thường nữa mà hát hay xuất sắc luôn á. Là bạn bỏ nhỏ từng những cái kỹ thuật mà giọng gió, giọng chuyển, giọng giả thanh cực kỳ hay luôn. Miên Anh đâu về cuối? Và cũng biết chơi là rất là khốn. Biết tổ tiên là tổ tiên bên đây. Cái mà chồng tổ tiên mà hạnh mình vui
Anh ngây thơ, cuối cùng anh biết là anh là người chi tiền. Anh là không có như là cái đội bên kia mà mỗi lần sai là cái giả bộ nó là muốn cho em một cơ hội hát bài hát hay. Xin hỏi mọi quý vị đang có mặt tại trường quay, chúng tôi sai chưa? Nhưng xin hỏi mọi người rằng là đội anh Trường Giang đã chiến thắng chưa? Ai? Xin lỗi, chúng tôi chỉ thua về cuối thôi. Đây, bây giờ thì mời Công Vinh cầm bảng 2 triệu lên trao tặng cho em nè. Gửi tặng em nha. Số 3 là giao bộ, sao chứ ca là vô nhịp, có nhịp đàng hoàng đấy. Không, em nói không hay. Không hay là mình loại. Đúng, loại, ghét. Trời ơi, chơi mà chơi hãm hại đồng đội tôi vậy. Đâu có chuyện gì được. Em sẵn sàng bỏ 2 triệu ra, đem tiệc đội Trấn Thành đúng không? Tại sao? Bây giờ tụi em phải có kế hoạch. Phải loại số 3 tại vì số 3 hát hay đúng không? Đúng rồi. Thì lát nữa không còn người hát như Vũ. Đúng. Để Vũ phải gặp người hát dở. Đúng. Bên đây cũng gặp dở luôn, quê. Ê. Ủa sao kỳ vậy? Tính toán chiến lược rồi cuối cùng mình không có lợi gì trơn à? Dạ không sao. Chứ bây giờ mà tính cỡ nào thì bên này cũng gặp hát dở rồi. Hỏi hát dở nào, hát hay mới chọn chứ bộ. Cái nụ cười đó là nụ cười dở. Công Vinh đang có một thiệt âm mưu là bên kia. Nếu như bên kia mà loại số 3, vì vậy Công Vinh là loại trừ trường hợp đó là Quang Vinh là Công Vinh là mới kêu Dương Triệu Vũ là chọn số 3, chọn liền đi. Thế nhưng ở đâu có quyền, cái quyền đó chỉ có vòng 1 thôi. Lúc đầu đội em có thể là hơi có những cái sự trệch nhẹ là tại vì tụi em muốn giữ số 5 lại cho kịch tính. Bây giờ nè mới là lúc tụi em đồng lòng nè, cuộc chơi nào cũng phải tàn, nhưng nến đã đốt đừng cho nó tàn. Để số 4 đi. Hoàn toàn sai lầm. Những người đàn ông trưởng thành đang hành động một cách sai lầm. Đây là một cô bé đang ấp ủ một cái niềm tin rằng những nghệ sĩ này sẽ cho họ một cái cơ hội tiến vào sâu bên trong để hát với Dương Triệu Vũ. Nhưng mà vì Công Vinh, một cầu thủ đá banh, đã tiễn đưa một cậu bé không biết đá banh về quê. Tôi xin tuyên bố đây là một tài năng. Và những con người cũng tài năng đã vui dạch một tài năng. Em ơi, cái giọng hát của em nó cao hơn cái chiều cao của Khánh Vân luôn đó. Trời ơi, hay quá, hay luôn. Đây là cái bài đâu có dễ để hát đâu. Đúng rồi, giọng rất là đẹp luôn. Cái khoảng giọng cực kỳ cao. Lên cao rất mượt. Chính vì chúng tôi biết bạn hát hay như vậy nên tạo điều kiện cho bạn hát một bài riêng. Đúng, chúng tôi tha thiết yêu cầu đề nghị một lời nói từ Công Vinh. Chọn số 5 loại nhưng mà chuyển sang đa số 4. Đúng. Nên anh đội này họ đoàn kết lắm, chấp nhận chọn số 4 để số 4 thể hiện tài năng trước. Đúng đó. Còn một người hát hay nữa mà đội bên em sẽ chọn. Rồi đây, Dương Triệu Vũ sẽ chọn một giọng hát nam là giọng hát số 3. Yes. Và chất quất. Chất quất. Xấu xáo chắc ngon. Đội này không biết có thắng hay không mà chắc chắn là không thua rồi đó. Nhưng các bạn có đồng ý là bài hát bài này là tốt nhất hay không? Đúng chưa? Đúng rồi. Đội chúng tôi muốn cho mọi người nghe một bài hát hay. Quá tuyệt vời. Bên chương trình đang tuồn cái bảng 2 triệu lên cho em kìa. em này trao tiếp hả? Chứ sao giờ? Hay đưa tiền, đưa tiền giao dùng thiệt đi. Nó giống như cứ tim em vậy đó. Bên này là chúng tôi là người đàn ông. Lấy của em 4 triệu để lấy về 50 triệu. Ước gì vẫn lấy được 50 triệu mà không tốn đi 4 triệu. Nói gì nữa? Người ta tròn số 3. Ok, chúng ta là những người đàn ông đoàn kết. Ăn phụ ăn chứ. Các bạn tưởng rằng số 3 là người hát hay à? Không cần biết hay hay dở. Nói chung biết số 6 hát dở là được rồi. Đúng. Yes. Yeah. Số 1 là đi về nơi xa. Thì số 5 là về đây bên em. Thì số 3 sẽ là lạc trôi. Ê ơi, số 6. Rồi em đang nói cái định mệnh của đội mình rồi đó nghe Thành. Yeah. Số 3 là em lỡ thôi mà. Lỡ thôi. Ê. Vậy là chọn số 3 chắc chưa? Yeah. Chắc. Số 3. Ôi. Tôi tiêu điều rồi bạn xin. Em lỡ thôi ạ. Anh nghĩ chưa bao giờ em nhục cả một chương trình như lần này. Chưa bao giờ Trấn Thành chọn sai cả 3 vòng nha quý vị. Không, lúc mà anh Vũ chọn cái bài này là nó có điềm rồi, anh thấy không? Ai đã từng nói hỉnh nhau về cuối. Về cuối có hỉnh người ta đâu. Danh thủ Công Vinh. Ô chà, nhụt. Hôm nay có nhiều cái bất ngờ lắm nha quý vị.
Trấn Thành coi như là liên tiếp 3 vòng thất bại. Đây là lần đầu tiên. Và Dương Triều Vũ tham gia lần này là lần thứ 3 tiếp tục thất bại. Em nói cho anh nghe, cũng nguyên nào. Em nhìn thấy gì? Không sao, em nhìn thấy chúng ta là những người đàn ông, sai chúng ta phải chịu chung. Đội em đoàn kết. Em nhìn thấy. Nhưng mà chỉ có cái thế này, đội em đoàn kết, đã sai là phải chịu sai, nhận định sai thì phải chịu, nhưng chỉ có cái là mình không hợp mạng vậy nên. Nhưng mà từ đầu là đã biết liền. Làm sao qua được chị em mình. Làm sao qua được gia đình mình. Chưa chắc điều gì cả. Bởi vậy, nhưng có một điều chắc chắn là không thua bên đời này. Đúng. Thuê hoặc thắng. Còn bên này chắc chắn là bên đó sẽ không thắng bên này. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng bên này đã thua 4 triệu, còn bên này chưa thua đồng nào. Đó. Ba lần thua trắng. Người ta là thua 3 vòng. Dương Triệu Vũ là thua 3 đợt chơi. 3 năm. Đàn ông thua sụp phụ nữ tiếng có chí là nhục cả. Tại vì thua tới 3 lần mới nhục Thành ơi. Lần trước mà em đi chơi là thua đúng không? Ok. Thì lần này em đi chơi đầu cũng thua, thì lần sau em thắng thôi. Nghe nè, lần sau hai vợ chồng né xa tôi ra nha. Chứ tôi là bình thường là tôi ít thua lắm ấy. Chúng mình hãy xin lỗi nha. Xin lỗi. Xin lỗi em. Xin lỗi em. Anh lỡ thôi mà. Hôm nay quá nhiều sai lầm nha. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là một ngày quá nhiều điều bất ngờ và có quá nhiều những kỷ lục mới đã được xác lập. Sao bên đây đứng cúi đầu như nhận tội vậy? Ok, hồi nãy mình nói sao, dầu sao là ba người đàn ông mà hiên ngang lên đón nhận sự thật đi đâu. Đó. Sự thật là bên đây không có đồng nào cả. Tốn 4 triệu đồng. Em hãy hãnh diện bởi vì ở đây có người tới 3 đợt chơi mà không thắng được đợt nào em ơi. Nha. Hãnh diện về điều đó cho anh không em nha Vũ. Anh nói chuyện chung. Anh Thành, hôm nay là 3 lần chơi thua rồi.